Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là chiều thứ năm, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tăng nhẹ, giao dịch quanh mức giá 1.943 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.939,68 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.947,73 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch ở mức 103,976 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 26.380 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,809% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 72,470 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã đương đầu với áp lực giảm khi mà lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong vòng một tuần. Bên cạnh đó thì chỉ số đô la index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác có lúc giảm nhưng sau đó vững trở lại và giữ quanh ngưỡng 104 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn ở mức tương đối cao, tạo ra sức ép mất giá đối với vàng, theo giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý Harris Future, ông David Merger nhận định với hãng tin Reuters. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố trong ngày 13 tháng 6. Trước khi mà diễn ra cuộc họp của Fed, bản báo cáo này được kỳ vọng sẽ mang lại một cái nhìn sáng tỏ hơn về tình trạng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phát biểu trong ngày thứ tư thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ bà Janet Yellen nhận định rằng cho tới hiện tại thì kinh tế Mỹ vẫn đang mạnh nhờ tiêu dùng vững vàng. Nhưng với một số khu vực của nền kinh tế đang giảm tốc thì bà Yellen cũng cho biết kỳ vọng cuộc chiến chống lại lạm phát của Fed sẽ có thêm tiến bộ trong 2 năm tới. Một cuộc khảo sát các nhà kinh tế do hãng tin Reuters thực hiện, đa phần chuyên gia được hỏi tin rằng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào hai ngày 13 và ngày 14 tháng 6 tới đây. Vàng là một tài sản có độ nhạy cảm cao với lãi suất, nhất là lãi suất ở Mỹ, vì lãi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Và lãi suất ở Mỹ lại có ảnh hưởng tới lãi suất trên toàn cầu. Ngoài ra thì lãi suất ở Mỹ cũng tác động tới giá vàng thông qua ảnh hưởng tỷ giá đồng bạc xanh, vì vàng được định giá bằng đồng tiền này. Số liệu của Trung Quốc công bố ngày thứ tư cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 5 giảm mạnh hơn so với dự báo. Một dấu hiệu cho thấy sự giảm tốc kinh tế toàn cầu có thể dẫn tới suy giảm nhu cầu của kim loại quý, nhà phân tích tín quỹ ập của Kitco News nhận định. Bên cạnh đó thì quỹ giao dịch ETF vàng lớn nhất thế giới FBA Gold bán dòng 3,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ tư, giảm khối lượng vàng nắm giữ còn 934,7 tấn. Như vậy là trong hai phiên liên tiếp thì quỹ này đã bán ra khoảng 4,9 tấn vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Với xu hướng giảm mạnh của thị trường vàng thế giới đã khiến cho các mặt hàng vàng trong nước trượt dài trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giảm giá giao dịch vàng miếng thêm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay và mua vào mức 66,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,97 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là liên tục trong hơn một tuần qua, các doanh nghiệp vàng khác đã điều chỉnh giá bán mặt hàng vàng miếng xuống dưới 67 triệu đồng trên lượng. Nhưng với giá vàng miếng tại công ty này, tới thời điểm sáng nay mới chính thức mất ngưỡng giá 67 triệu đồng trên lượng. Đánh với thời điểm một tháng trước thì giá vàng miếng tại đây đã giảm tới gần 200.000 đồng trên một lượng, người mua cũng phải nhận một khoản lỗ gần 1 triệu đồng trên lượng. Do chênh lệch giữa giá mua vào giá bán ra, diễn biến giảm tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn bột số 9 tại công ty này. Hiện tại đang được mua vào mức 55,45 triệu đồng trên lượng, bán ra ở mức 56,4 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 100.000 đồng trên lượng so với phiên hôm trước. Tương tự mặt hàng vàng miếng thì giá vàng nhẫn bột số 9 tại công ty này cũng đã sụt giảm tới gần 1 triệu đồng so với thời điểm cách đây một tháng. Và nhà đầu tư cũng đang phải chịu một khoản lỗ tới gần 2 triệu đồng do chênh lệch giữa giá mua vào giá bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại đến thời điểm chiều nay thì vẫn không có điều chỉnh, được mua vào quanh mức 23.290 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.660 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng không có điều chỉnh, mua vào mức 23.450 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.490 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều mua chiều bán ra không thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Phú Quý SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.642.000, bán ra 6.698.000, tăng 11.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.695.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.680.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000. STC Huế mua vào 6.637.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.702.000. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.642.000, bán ra 6.705.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.702.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại vẫn duy trì xu hướng giảm trong khoảng từ 42 đến 100.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng vào thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.545.000, bán ra 5.640.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.545.000, bán ra 5.650.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.530.000, bán ra 5.600.000, cùng giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.424.6.000, bán ra 5.544.6.000, giảm 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.015.4.000, bán ra 4.215.4.000, giảm 7.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.080.1.000, bán ra 3.280.1.000. Vàng 10K mua vào 2.150.4.000, bán ra 2.350.4.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.